Hello, xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với Areca Channel. Thực sự là đợt này Areca quá bận nên là bây giờ mới có thể vào review. Đấy, những cái tin nhắn về Nam Từ Liêm mới chỉ xuất hiện trong group nhóm những nhà đầu tư đồng hành cùng Areca thôi. Đó là tại cái thời điểm mà Areca thấy rằng là Nam Từ Liêm đang đứng trước một cái cơ hội bứt phá. Nó không hiểu vì lý do gì nhưng mà ở cái thời điểm đấy, doanh nghiệp đấy nó có những cái dấu hiệu, một cái mô hình khá là lành mạnh và khá là đột phá. Lành mạnh ở đây là cái sự hỗ trợ nó khá là dày đặc. Trong khi đấy nếu có sự bứt phá thì nó sẽ đi rất là xa. Đấy, thì đấy chính là cái mã Nam Từ Liêm. Đây là lần đầu tiên mà Areca xuất ra video nói về Nam Từ Liêm. Nên là chúng ta sẽ có một cái nhìn tổng quan cũng như là có một cái nhìn về cái tương lai, cái kỳ vọng dài hạn dành cho Nam Từ Liêm, trung hạn thôi. Bởi vì hiện nay thì Nam Từ Liêm đã vào trong cái thế gọi là khá vững chãi về cái diễn biến giá rồi. Thì chúng ta sẽ vào finance.vietstock.vn, gõ Nam Từ Liêm. Ở đây thì khi mà mua một mã nào đấy, bất kể là vui hay buồn hay là nhỏ hay bé, thì chúng ta cũng cần phải để ý đến cái giá trị cơ bản của doanh nghiệp đó. Đấy, thì mình sẽ search NTL. Search ra rồi thì chúng ta thấy là có EPS là 4.500 đồng, khá cao đúng không? Giá hiện tại đang là 31.800 đồng. PE hiện tại mới ở mức 6,79, khá là thấp so với các doanh nghiệp bất động sản. Và forward PE cũng đang ở cái mức này. Đấy là cái theo cái bảng này thống kê thôi quý vị nhé. Đấy, nhưng mà chúng ta xem theo năm đi. Bởi vì khi mà mua một doanh nghiệp, cổ phiếu một doanh nghiệp, thì chúng ta đồng nghĩa với việc là chúng ta phải xem cái tình hình của doanh nghiệp đó theo năm. Chứ mình không xem theo tháng, theo quý được. Vì nhiều khi chúng ta sẽ bị bẫy bởi cái lợi nhuận bất thường từ việc họ thanh lý cái gì đấy. Đó, nhưng mà đây là một doanh nghiệp về bất động sản quý vị nhé, phát triển đô thị Nam Từ Liêm. Đó, nếu quý vị ở Hà Nội thì biết đến cái dự án ngày xưa là có Lizeco Park 32, ở những cái đường 32 đi lên khu lối Ba Vì Sơn Tây. Thì chúng ta thấy 2018, 2019 và 2020 có thu nhập tăng đột biến ở những năm gần đây, tăng gấp đôi và gấp 3, lần lượt là gấp đôi và gấp 3 so với 2017. Đó thì cho thấy là bất động sản mặc dù là có vẻ hơi trầm một chút nhưng mà đối với Nam Từ Liêm thì lại đang tăng dần lên, và đặc biệt là 2021 những cái bất động sản mà gắn liền với đất đó, bị gia tăng mạnh mẽ. Đó, và đặc biệt là cái khu đất nền cũng gia tăng mạnh mẽ. Còn mình soi về cái lịch sử chi trả cổ tức của doanh nghiệp này, mỗi năm cũng chi trả đến 2.500, khá là cao. 2.500 tập đọc cái cách nào đấy của mọi người, 2.500. Và 2020 là chi trả 1.500, 2019 chi trả 1.000. Có thể xem thêm thì mình kích ở đây. Xem thêm ở đây thì doanh nghiệp này chi trả rất là thường xuyên, 2013, 2014, 15, 16, 17, 18. Đó, để chúng ta biết rằng là doanh nghiệp này làm thực, chia lợi nhuận thực. Đó, và vẫn duy trì được cái sự gia tăng của vốn chủ sở hữu. Họ vẫn giữ lại một phần nho nhỏ. Đó, chứ không sa đà vào việc là giữ lại nhiều để đi phát triển rộng. Tiếp đến là cái chỉ số ROE của doanh nghiệp này cũng được cải thiện 2019, 2020. Xem ở như quý này thì cũng vẫn đang duy trì được mức tốt, khoảng được 5,5% trong nửa đầu 2021 rồi. Xem về những tình hình năm trước đó, những năm 14, 15 thì cái mức nó cũng hơi trồi sụt, thấp một chút, bởi vì đây là những năm trầm kha của thị trường bất động sản, đặc biệt là những dự án mà liên quan đến phía Tây Hà Nội, rất trầm lắng luôn. Còn nếu mà xét về 2009 thì ROE quá cao luôn. Cái thời đấy gọi là sốt bất động sản mà. Đấy, những năm trước đó thì lợi nhuận nhìn chung thì Nam Từ Liêm lợi nhuận không có được ổn định lắm. Có lúc thì đột phá đến tận ROE đến 145%, 130%, 60%. Đó, nhưng mà ở cái mức bình quân thì doanh nghiệp này cũng đạt được cái phong độ ổn định là trên 10%. Và hiện nay thì đang loanh quanh ở cái mức 20%. Như thế cũng là tích cực đối với một doanh nghiệp rồi. Và so với cái mức giá là 30.000 hay là trước đó thì sẽ là 17, 18, 28.000. Đó thì nó tương đối là thấp. Đó, bởi vì chúng ta nhìn ngay ra cái mức PE này nó khá là thấp, đúng không? Đó thì đó chính là cái lý do gọi là Nam Từ Liêm cũng là một doanh nghiệp mà nó có cơ bản tương đối ổn định, nó làm ăn không bị thua lỗ, vẫn chi trả lợi nhuận, cổ tức, tiền mặt đều hàng năm. Đó thì bây giờ xong được cái khâu cơ bản này rồi thì chúng ta sẽ đi tới cơ bản, mình nhìn sơ thôi. Bây giờ mình sẽ nhìn sang về phân tích kỹ thuật. Phân tích kỹ thuật thì đây, phân tích kỹ thuật chúng ta sẽ để cái đồ thị MAN ấy, đồ thị theo tháng. Thì chúng ta thấy là cái thời 2007 sốt, doanh nghiệp này cũng đã trường tồn trên thị trường chứng khoán. Có điều là nó chưa trở về đỉnh. Đó, vì nó liên quan đến bất động sản mang tính chu kỳ, và để mà tạo ra sự khác biệt thì nó cần thời gian. Hiện Nam Từ Liêm thì chưa có nhiều sự khác biệt nên là vẫn túc tắc để đi lên, trở về cái vùng cũ thôi. Đó thì chúng ta nhìn thấy cái mốc ngày xưa là giá cao nhất năm 2007 là giá 67.000. Đó, và giá thấp nhất là -7.400. -7.400 này là chủ yếu do chi trả cổ tức bằng tiền mặt đây. Đó, và tiếp tục là cái phần quan trọng là 2010, cái mốc là 29.700. Mốc cao nhất của 2010 á, 2010 là 297. Và suốt 11 năm tích lũy thì cho đến ngày nay Nam Từ Liêm mới tích lũy xong cái vùng vòng chảo. Đó, và chạm được vào cái vùng catapult point ở mấy tháng nay. Đó là cái vùng tích lũy khá quan trọng từ 22 đến 29. Đã đi tích lũy ở như cái vùng này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tháng. Và hiện tại tháng thứ 8 thì bắt đầu vọt lên khỏi cái vùng catapult point. Đó thì đối với một cái mô hình như thế này, những ai học phân tích kỹ thuật và quan sát đủ nhiều thì cái mô hình này khá là vững vàng. Bởi vì chúng ta có các cái mốc hỗ trợ là 26, 27 rồi là về đến tận 22. Tức là nếu mà trong trường hợp là bom xịt ấy, thì chúng ta sẽ mua dần ở trong cái phạm vi 30% ở mức catapult point này. Đó, nhưng mà nếu chúng ta mua đúng thì cái việc mua đúng này có thể dẫn dắt chúng ta lên đến con số 38 và 44. Dẫn dắt lợi nhuận của chúng ta từ vùng 28 mấy đến 44. Thì trong một cái tin nhắn gửi cho nhóm nhà đầu tư đồng hành cùng Areca gần đây nhất thì Areca có chia sẻ về cái case của Nam Từ Liêm. Đó thì Nam Từ Liêm đã gọi là đã tích lũy trong vòng chục năm rồi và bây giờ mới đang tạo được một cái mô hình lòng chảo rất là đều, rất là cân xứng. Đó thì có bứt phá đi lên được cái vùng 38, 44 hay không? Đó thì chúng ta sẽ cùng chờ xem doanh nghiệp này như thế nào. Tiếp đến thì chúng ta xem theo week thì sẽ ghi nhận được đồ thị khá là dài, nhưng mà chúng ta sẽ có nhiều chi tiết hơn. Chúng ta sẽ quan sát từ đây thôi. Đó thì với cái mô hình như thế này thì gần như là ai cũng, nếu mà hiểu qua về phân tích kỹ thuật, cũng thấy đây là một mô hình rất là quen thuộc. Đi lên cân xứng, hình chữ U. Mà nếu nói là hình chữ U khá là thoải, khá là rộng, hoặc là hình lòng chảo. Đấy thì với cái việc là tích lũy như vậy thì chúng ta đứng trước cái xác suất là sẽ win nhiều hơn, tức là cái so sánh giữa cái lợi nhuận có thể nhận được và cái rủi ro có thể xảy ra. Thì ở đây cái kèo mà đầu tư Nam Từ Liêm ở cái vùng 26 đến 29 á, là một cái deal đầu tư tương đối là an toàn, rủi ro tương đối là thấp và cái kỳ vọng tương đối là cao. Đó, thì nó phù hợp cho những nhà đầu tư mà ưa sự an toàn. Đó, và đương nhiên là vốn nhỏ, bởi vì Nam Từ Liêm có cái thanh khoản cũng bình thường thôi. Nam Từ Liêm mỗi ngày hiện nay là giao dịch khoảng 2 triệu cổ. Đó, vốn vừa thì có thể đầu tư được. Tầm vốn nhỏ hơn 2 tỷ thì đầu tư được, chứ mà trên thì hấp thụ nó hơi mệt, hơi mất sức. Đó, thì Nam Từ Liêm chúng ta cũng có thêm một cái việc là trong cái quá trình tích lũy này thì cái khối lượng của Nam Từ Liêm nó cũng diễn biến thấp thôi. Đó, nhưng mà khi mà Nam Từ Liêm lên một cái vùng đỉnh cũ ngày xưa này 2010 á, thì cái khối lượng nó rất là thấp, nhưng bây giờ trở lại nó đi kèm theo khối lượng lớn. Như vậy Nam Từ Liêm đã có một cái gì đó nó thay đổi nhiều lắm rồi. Nó thay đổi về cái sự hấp dẫn của Nam Từ Liêm đối với các khối nhà đầu tư đã khác, thể hiện ở cái khối lượng cùng ở vùng cao cũ, nhưng mà cái khối lượng đã tăng trưởng gấp phải đến 5 lần so với ngày xưa cái vùng cao cũ. Và cái vùng cao cũ ở như từ 26 đến 29 á, ngày xưa giao dịch chỉ trong độ có hơn một tháng, nhưng mà Nam Từ Liêm bây giờ ấy đã giao dịch ở như cái vùng này đã được đến gần 4 tháng rồi. Gần 4 tháng. Như vậy thì cho thấy rằng là cái nhu cầu mua Nam Từ Liêm ở cái vùng giá cao của 10 năm trước ấy đã gia tăng. Đó, và cái gia tăng này đến từ đâu thì có lẽ chúng ta phải chờ thêm các cái kết quả kinh doanh ở cuối quý 2 2020, hoặc chăng là bây giờ chúng ta nhìn vào PE của Nam Từ Liêm so với các công ty bất động sản khác cũng đang rẻ hơn độ khoảng 40%. Đây Areca lấy ví dụ như là những cái cổ phiếu tầm này nó cùng hệ với lại SGS này, cùng hệ với lại Sông Đá ấy, bởi vì cũng bị PE của SGS thật là crazy rồi, đánh lái thật là kinh đấy. Tiếp tục đến mã khác đi, ví dụ một mã trong miền Nam KDH xem nào. PE của các doanh nghiệp về bất động sản bây giờ đã khá là cao, đều tầm loay quanh 20 rồi. Riêng Nam Từ Liêm mới ở mức 6.7 lần. Đó, thì chính cái việc này đem lại cái sự hấp dẫn cho Nam Từ Liêm ở cái giai đoạn này. Nó có thể xem là một cổ phiếu phòng thủ khá là tốt, hoặc là một cái cổ phiếu mà nhà đầu tư mua mới theo nấc thì cũng được. Nếu trong trường hợp mà quý vị và các bạn không muốn cược 100% cho cái việc là ở cái vùng 29-30 này á, thì mình có thể gọi là mình sẽ cũng mua nấc 1 và sẵn sàng với cái việc là Nam Từ Liêm quay về cái vùng tích lũy từ 26 đến 22. Đó là các cái điểm mà nổi bật dành cho Nam Từ Liêm. Còn nhìn về cơ hội thì theo như Areca có chia sẻ đó, thì cái cơ hội của Nam Từ Liêm chính là bứt tốc lên cái vùng 38 đến 44. Nó thậm chí là 50, nó thì cũng phải tùy vào cái diễn biến tiếp theo đấy. Nhưng mà chúng ta nhìn sơ sơ là các cái cơ hội chúng ta có thể xảy ra này, và các cái rủi ro có thể xảy ra, chúng ta cần phải chuẩn bị những gì và chúng ta cần phải sẵn sàng những gì để đạt được các cái điều trên. Đó, thì trong đầu tư chứng khoán không bao giờ có cái điểm mua nào không có rủi ro, chỉ là rủi ro ít hay rủi ro nhiều. Thì quý vị nhà đầu tư và các bạn chúng ta hãy học và hãy đọc kỹ về doanh nghiệp, cũng như là tìm hiểu thêm về phân tích kỹ thuật để chúng ta biết được các cái điểm nào là một cái deal có lợi để chúng ta có thể tham gia ngắn hạn, dài hạn gì đó, nhưng mà chúng ta có được cái tự tin khi chúng ta tham gia. Tự tin khi mà thị trường giảm chúng ta có thể mua thêm ấy, là đó là tự tin về cái tính cơ bản của doanh nghiệp đó. Còn tự tin khi mà chúng ta nắm giữ ấy, hoặc là đu trend ấy, đó là chúng ta tự tin về cái diễn biến giá và cái mô hình của diễn biến giá doanh nghiệp đó. Đó là những gì mà Areca nghĩ rằng nhà đầu tư đồng hành cùng em Areca sẽ cố gắng là chúng ta sẽ trau dồi thêm kiến thức để sau này có thêm được các cái tự tin đấy, bởi vì các mã trên thị trường quá nhiều. Một mình con mắt của Areca chắc chỉ soi được 2, 3, 4, 60 mã đấy, cả đội ngũ backup ở đằng sau là đội ngũ research phân tích mỗi người cũng được 5 mã đấy, thì nhân với con số tầm khoảng 3-40 research thì chắc cũng chỉ lên được tầm 100 mã thôi, trong khi đấy thị trường của chúng ta có đến gần 2.000 mã rồi. Thì đó là lý do vì sao mà mỗi nhà đầu tư, mỗi người là một cái sàng lọc, một cái con mắt để chúng ta sàng lọc các cổ phiếu tốt. Đó, nhưng mà sàng lọc đơn giản nhất là vẫn nhìn vào thanh khoản đã. Không có thanh khoản thì chúng ta dù có tốt, doanh nghiệp đó có tốt cũng chưa đầu tư được, nó chưa phải là thời điểm. Thứ nhất là nhìn về thanh khoản là số lượng khớp lệnh. Thứ hai là nhìn về cái giá trị cơ bản, mà con số cần nhìn nhất ở đây là ROE qua các năm. Đó, đơn giản thế thôi, sàng lọc như thế trước rồi mới phân tích sâu vào mô hình. Đó, thì hôm nay mới có cơ hội để làm về Nam Từ Liêm. Thế thì mọi người có thể cân nhắc về mã này nhé. Kỳ vọng cao đấy. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video sau. Để đồng hành cùng Areca rất mong tìm kiếm thêm được những nhà đồng hành thật là dài hạn, để chúng ta tìm ra các cái doanh nghiệp có giá trị cốt lõi tốt và có khả năng tăng trưởng cao. Đồng thời là những nhà đầu tư cũng luôn luôn sẵn sàng đối diện với các rủi ro trên thị trường chứng khoán, mà để đạt cái hiệu quả đầu tư cao nhất ấy, thì Areca đang thấy rằng cái phương pháp này nó lên đến âm 30% NAV. Cái tài sản ròng của mình ấy là sẽ dao động ở mức 30%, cái độ lệch chuẩn đấy. Rồi sau khi chịu được 30% thì sẽ có một cú bứt phá lên 100%, xong lại dao động ở 30%. Đó, thì quý vị và các bạn mình chú ý nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video sau.